Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa vọng và đặc biệt trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa vọng 5B hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hâm nóng niềm hy vọng của chúng ta. Chào lưu tục hóa xem ra ngày càng lan rộng trên thế giới, nhưng cũng chính vì lạc lõng giữa một thế giới tiêu thụ mà con người thời đại lại càng cần đến những điểm tựa hơn. Con người thời đại khao khát niềm hy vọng hơn bao giờ hết. Trở thành ngọn đèn pha hướng dẫn con người đang lạc lõng giữa biển đời, đó là sứ mệnh cao cả của người Chính Hữu Kitô mà hôm nay giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, dân Do Thái đang bị lưu đày tại Babylon. Dân chúng chẳng còn một niềm hy vọng nào về sự trở về quê hương và khôi phục lại giang sơn đất nước. Lúc đó, có một người vô danh mà về sâu truyền thống gọi là tiên tri Isaiah đệ nhị. Gọi như thế vì tư tưởng của ông khá giống với tư tưởng của tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đã sai ông đến để hâm nóng lại niềm hy vọng cho dân Do Thái. Lúc bấy giờ, vua Cyrus của đế quốc Ba Tư đang mở mang bờ cõi, trong khi đó quyền lực của đế quốc Babylon ngày càng suy yếu. Vị tiên tri đã nhìn vào thế sự và tiên đoán ngày khôi phục gần kề của dân Do Thái. Giữa cảnh khốn cùng mà dân chúng đang trải qua, ông nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tự nhận mình là tiếng kêu trong sa mạc, ông kêu gọi dân chúng hãy tin tưởng và chuẩn bị dọn đường trở về quê hương. Vị tiên tri được mệnh danh là Isaiah đệ nhị xem việc trở về quê hương như một cuộc xuất hành thứ hai. Ông loan báo rằng những phép lạ đã từng xảy ra trong cuộc xuất hành khỏi Ai Cập cũng sẽ được lặp lại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe sứ điệp hy vọng của tiên tri Isaiah đệ nhị trong sách tiên tri Isaiah đoạn 40 từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 5 đến câu 11. Chúa ngươi phán, hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi, con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa vì Ngài đã phán. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao đừng sợ, hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giu-đa rằng, đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, cánh tay người sẽ thống trị. Người theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên người như mục tử, người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Chúa bảo vệ nó, tôi còn chờ ai? Người dọn cỗ
đứng trên đầu dầu cho người la lắng. Tôi vui sướng thánh thơi vì Chúa thương còn tôi. Nếu tiên tri Gia-gia đệ nhị loan báo cho người Do Thái niềm hy vọng được giải phóng khỏi ách lưu đày bên Babylon, thì tác giả thư thứ hai của Thánh Phêrô lại loan báo niềm hy vọng vào thời cảnh chung cho các tín hữu tiên khởi. Lá thư này có lẽ được viết sau năm 125, do đó được xem là tài liệu cuối cùng của Tân Ước. Tác giả mượn danh nghĩa của Thánh Phêrô để chuyển tải cho cộng đoàn của mình một sứ điệp mà ông cho rằng nếu còn sống, thì Thánh Phêrô cũng sẽ nhắn gửi cho cộng đoàn. Tác giả đang phải đối đầu với những người gây rối loạn trong cộng đoàn khi họ rao giảng rằng không hề có ngày trở lại của Chúa Kitô. Đối lại với lời rao giảng xuyên tạc ấy, tác giả đã mượn Thánh Vịnh thứ 90 để trả lời rằng một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Tác giả có ý nói rằng thời gian của Chúa khác với thời gian của loài người. Kêu gọi các tín hữu hãy tỉnh thức và đợi chờ, đó là chủ ý của tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 3, từ câu 8 đến câu 14. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của người như có vài người lầm tưởng, nhưng vì anh em, người hành động nhẫn nại. Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao. Khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý những người tử. Chờ cảnh bơ vơ, hồn sao lạnh vắng những khi chiều về. Tìm đâu một chốn cho đời an vui? Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Chiều đi lặng lẽ nắng vương trên đồi, đàn chim mọi cánh xa mở chân mây, nhìn theo lòng thấy vân vương bồi hồi. Tình yêu một thoáng nghe buồn trăm năm. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì
sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đêm qua đi tình mình sẽ về, mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Cuộc sống nắng mưa trăm chiều, dù cho đời sống vẫn hoài cô liêu, dù mai còn thấy đắng cay rất nhiều, thì xin hãy giữ trọn niềm tin yêu. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Dù cho cuộc sống dối gian lọc lừa, dù cho lời hứa bèo dạt mây trôi, dù cho người có lánh xa ta rồi, nhìn lên thập giá chua nguồn yêu thương. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Vì sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về, mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta. Lời loan báo về cuộc giải phóng của dân Do Thái được tiên tri Isaiah đề nghị công bố trong bài đọc thứ nhất đã được thánh Marco xem như một báo trước về triều đại của Chúa Kitô. Tiếng kêu trong sa mạc mà vị tiên tri tự đồng hóa với được thánh Marco áp dụng cho thánh Gioan Tẩy Giả. Dưới cái nhìn của thánh Marco, thánh Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô kêu gọi con người dọn đường cho đấng cứu thế đến. Chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi của thánh Gioan tiền hô trong Tin Mừng theo thánh Marco, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 8. Khởi đầu phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng, đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đăng. Lúc đó, Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng, đứng đến sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần. Quý vị, các bạn thân mến, để giải thích về nguồn gốc của sa mạc, người Ả Rập đã tưởng tượng ra câu chuyện như sau. Sau khi đã tạo dựng ông bà nguyên tổ, Thiên Chúa cảnh cáo họ rằng, mỗi lần họ phạm tội,
thì một hạt cát sẽ rơi xuống trên vườn địa đàng. Hai ông bà đã bất tuân lệnh Chúa, họ đã ăn trái cấm. Một hạt cát đã rơi xuống ngôi vườn địa đàng xanh tươi. Vừa thấy hạt cát, hai ông bà liền trấn an nhau. Dầu sao thì đó cũng chỉ là một hạt cát. Một hạt cát cũng chẳng làm hại bao nhiêu. Khi qua đời, hai ông bà nguyên tổ loài người đã để lại trong vườn địa đàng đúng một thúng cát nhỏ. Nhưng về sau, con cái ông bà ngày càng gia tăng, và cát lại tiếp tục rơi xuống ngôi vườn. Năm tháng qua đi, thế hệ này kế tiếp thế hệ khác. Không bao lâu, ngôi vườn đã bị lấp đầy cát và biến thành một sa mạc. Giờ đây thì không còn ai dám bảo rằng một hạt cát chẳng gây nguy hại bao nhiêu. Câu chuyện trên đây đưa ra một lời cảnh cáo. Nếu chúng ta xem thường tội lỗi, thì một tai họa lớn sẽ đến lúc nào không hay biết. Chúng ta có thể áp dụng câu chuyện trên đây cho những hoàn cảnh khác, như hiện tượng toàn cầu hâm nóng chẳng hạn. Một cái rừng bị đốn ngã có lẽ chẳng gây nguy hại bao nhiêu. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như thế, mà từ từ chặt phá cả một khu rừng, thì những hậu quả tàn khốc không lường được sẽ xảy ra. Không còn rừng cây để giữ nước, mưa lụt sẽ lan tràn và những thiệt hại sẽ là vô số kể. Nhưng sự hâm nóng trái đất sẽ chẳng là gì nếu so với sự hâm nóng về luân lý và đạo đức, bởi vì nó có sức tàn phá tâm hồn con người. Khi dân chúng tuôn đến với Chúa Giê-xu để được chữa lành bệnh tật, Ngài đã làm phép lạ mang lại sức khỏe cho thân xác họ. Nhưng Ngài luôn nhấn mạnh rằng bệnh tật nặng nề nhất đối với con người không phải là bệnh tật trong thân xác, mà chính là bệnh tật trong tâm hồn, tức là tội lỗi. Cho dù bệnh nhân không xin tha thứ tội lỗi, Chúa Giê-xu vẫn tha thứ tội lỗi cho họ và kêu gọi họ đừng phạm tội nữa. Ngài đặt nặng sự tha thứ tội lỗi hơn là chữa trị bệnh tật trong thân xác. Điều này có nghĩa là tội lỗi chính là căn bệnh nặng nề nhất đối với con người. Tội lỗi dễ làm cho con người chai lì. Người ta thường lý luận, hậu quả của tội lỗi cũng chỉ như một hạt cát mà thôi. Chúng ta không thấy được sa mạc đang đến vì chúng ta xem thường hậu quả của một hạt cát. Phương cách duy nhất để cất đi tội lỗi chính là sám hối. Sứ mệnh của Thánh Gioan Tẩy Giả được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay tập trung vào lời kêu gọi sám hối. Cứ mỗi một hạt cát rơi xuống, chúng ta cần xin Chúa cho mưa xuống để cho cây cối có thể mọc lên và làm cho ngôi vườn không những ngày càng xanh tươi mà còn được lan rộng. Để có thể sám hối, chúng ta cần phải nhận ra sa mạc tội lỗi mà chúng ta đã tạo ra. Khi một người chồng phản bội vợ mình, ông hãy nhìn vào sa mạc của cay đắng và hận thù mà ông đã tạo ra trong ánh mắt của vợ con ông. Khi một nhân viên chính phủ tham nhũng, họ hãy nhìn đến tình trạng sa mạc của đường xá, cầu cống, cơ sở và tình trạng nghèo đói mà họ đã tạo ra. Khi một công buôn mánh mun lừa gạt để làm giàu bất chính, họ hãy nhìn vào sa mạc khốn khổ của bao nhiêu người bị lừa gạt. Khi một nhân viên y tế làm việc tất trách, họ hãy nhìn vào sa mạc của bệnh tật khổ đau mà bao nhiêu bệnh nhân đang phải gánh chịu. Khi một người tự lạm dụng trong ăn uống, nghiện ngập phóng đãng, họ hãy nhìn vào sa mạc trống rỗng trong tâm hồn mình. Khi phạm tội, dù dưới bất cứ hình thức hay mức độ nào, chúng ta chẳng khác nào người bộ hành đang lạc giữa sa mạc. Thiên Chúa thấy chúng ta đang biến cuộc sống chúng ta thành sa mạc như thế nào. Nhưng là đứng giàu lòng nhân từ và cảm thông, Ngài không những kêu gọi chúng ta sám hối để hưởng ơn tha thứ, mà còn tái lập chúng ta trong ơn nghĩa của Ngài. Chính vì thế mà Thánh Gioan Tẩy Giả nhắn nhủ chúng ta, hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Sám hối không chỉ là quét sạch tội lỗi, mà còn là mở rộng tâm hồn để đón nhận sự hiện diện, tư tưởng và tác động của Chúa. Sám hối là đi vào nước Chúa. Sứ điệp của sám hối do đó cũng là sứ điệp của hy vọng.
sám hối, cũng giống như nguồn suối bừng lên giữa sa mạc, tưới gội cây cối, chặn đứng sự lan rộng của sa mạc vậy. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối và tội lỗi, không có ơn Chúa phù trợ, chúng con không thể đứng vững được. Chúng con đang chuẩn bị mừng ngày sinh của con Chúa. Xin cho chúng con biết đáp lại lời kêu gọi của vị tiền hô của Ngài, để dọn đường cho Ngài đến trong tâm hồn chúng con, và từ đó thắp sáng lên niềm hy vọng cứu rỗi cho mọi người xung quanh. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu. Kêu khấn Ngài sớm chiều, cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, em đến gần bên Cha, cùng lòng Ngài bao la. Cho lệ tuôn trên má